Đột nhiên, bạn nhận ra những gì trên newsfeed chỉ là những sự kiện lãng nhách và meme. Nhưng meme chẳng có gì sai cả. Bạn chỉ không nhớ lần cuối mình được trò chuyện về những ý tưởng là khi nào và không biết mình chia sẻ chúng với ai. Spider Room đã có một nơi như vậy ở trên Facebook. Tôi đợi bạn tại group. Chúng tôi biết, chúng tôi không biết gì. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spider Room. Hôm nay sẽ là bài viết Nokia, sự sụp đổ và tái cấu trúc phần 2, từ tập đoàn trở thành startup. Bài viết này được viết bởi tác giả Đức Nhân và được đăng tải trên website spyroom.com. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với nội dung của bài viết nhé. Khi Jorma Ollila thông báo từ chức, việc đầu tiên của Nokia là tìm ra một chủ tịch mới. Điều này có vẻ đơn giản là chỉ cần ban quản trị đề bạt ngay phó chủ tịch hoặc là một giám đốc mảng nào đó là xong. Nhưng ban quản trị, những bố lão lâu năm ở Nokia mà Risto mô tả, có người còn phải thuê trợ lý riêng để hướng dẫn mình sử dụng smartphone của Nokia, đều né tránh việc trở thành chủ tịch. Không ai muốn từ trên bờ leo lên giàn khoan đang cháy để rồi chết cháy cả. Tôi chưa bao giờ đối mặt với một thách thức nào mà không giải quyết được. Risto Silasma đã nói như vậy khi phó chủ tịch Nokia Marjorie Scardino hỏi về việc sẽ thế nào nếu bà ủng hộ anh làm chủ tịch Nokia. Giống như một người lập trình nào, Risto tin rằng mấu chốt của vấn đề khó khăn nhất là chia nhỏ nó ra thành các mấu nhỏ để có thể kiểm soát được và giải quyết từng phần một. Ban quản trị lúc đó của Nokia ngoài Risto ra chỉ còn hai người có dòng máu Phần Lan. Sở dĩ Risto tự tin như thế vì hai người đó đều là CEO của các công ty khác và không ai mặn mà lắm với chức chủ tịch nên Risto thực sự là lựa chọn duy nhất. Risto nói rằng cốt lõi của mình khi điều hành Nokia theo khái niệm Shishu, hãy kết thúc những thứ đã bắt đầu và không đầu hàng chỉ vì mọi thứ đang trở nên tệ hại. Thừa nhận Symbian là thứ bỏ đi. Việc đầu tiên khi Risto trở thành chủ tịch là bắt tay với CEO Stefan Nelop tìm ra lý do tại sao Nokia lại bị tụt lại không chỉ sau Apple mà là tất cả các hãng thiết bị di động khác, đặc biệt là sự xuất hiện của HTC, một hãng mới thành lập năm 1997 ở Đài Loan. Năm 2008, HTC ra mắt chiếc Dream, điện thoại Android đầu tiên được bán ra, và vài tháng sau HTC đã vượt mặt Nokia về giá trị vốn hóa 34 tỷ so với 33 tỷ đô la. Sau đó là lượt Sony Ericsson, Motorola, Samsung từ bỏ Symbian để chọn Android, một thế hệ điều hành thân thiện hơn, phù hợp hơn trong thời gian tới. Dòng Xperia của Sony Ericsson từng một thời làm mưa làm gió trên thị trường Android chính là minh chứng đúng đắn cho việc bỏ của chạy lấy người của Sony Ericsson. Đó là một sự sỉ nhục cho Nokia. Nhưng Risto càng thất vọng hơn nữa là trước đó đã viết một bản kế hoạch gửi tới ban quản trị Nokia nói về việc hãy lựa chọn hệ điều hành mới tên là Android song song với cả Symbian cài đặt trên các thiết bị Nokia. Risto tin rằng tương lai smartphone được quyết định bởi phần mềm chứ không phải là phần cứng, là hệ điều hành cùng hệ sinh thái hỗ trợ chứ không còn đúng với cốt lõi của Nokia là bền, rẻ và đẹp. Symbian là hệ điều hành làm người dùng khó chịu khi liên tục gửi thông báo yêu cầu xác nhận đồng ý mỗi khi người dùng thực hiện một thao tác cơ bản nhất trên điện thoại. Ví dụ khi cài đặt một ứng dụng trên Symbian, nó sẽ bắt bạn phải trả lời và xác nhận nhiều câu hỏi có hoặc không. Có ứng dụng phải mất 9 lần đồng ý thì bạn mới có thể tải ứng dụng thành công. Trong khi iOS lại đơn giản hơn rất nhiều. Apple chỉ cần tạo ra một phần mềm cho thiết bị, còn Nokia có đến hàng chục thiết bị. Mỗi thiết bị yêu cầu một thông số phần mềm riêng, một sự hỗn tạp không hơn không kém. Vì thế, song song với việc chọn một hệ điều hành ở bên ngoài, Nokia đặt hy vọng vào một dự án tên là MeeGo, một bản sao của Android do Nokia phát triển. Tất cả chỉ là một điều phù phiếm. Ngày 4 tháng 1 năm 2011, Elop gọi Risto đến văn phòng để thừa nhận một điều rằng MeeGo, niềm hy vọng của Nokia chỉ là một sự phù phiếm và vô nghĩa. Với tốc độ hiện tại của đội phát triển, MeeGo phải đến năm 2014 mới có thể ra mắt các thiết bị chạy hệ điều hành này. Nhưng kể cả chấp nhận rủi ro theo đuổi tiến trình phát triển thì MeeGo lại nhắm tới thị trường cao cấp, trong khi Android ngay từ đầu đã nhắm đến thị trường giá rẻ và chiếm lĩnh toàn bộ. Symbian trước đây từng chiếm 70% thị phần thì toàn bộ đã bị Android lấy hết. Ở phần cao cấp, Nokia không có cửa so với Apple, một hệ điều hành mới nhưng không có chân trong thị phần nào. Nhưng mọi chuyện cũng không ổn với Nokia khi chọn một hệ điều hành thứ ba là Windows Phone. Vấn đề không nằm ở kỹ thuật mà là sự ra mắt chậm chạp của Windows Phone đã không thuyết phục được thị trường, giới phát triển ứng dụng lẫn các công ty sản xuất chipset. Tất cả đều ưu tiên iOS và Android và dập tắt mọi nỗ lực của Nokia dưới thời Risto và Elop, cho dù những năm cuối cùng đó là thời điểm Nokia thay đổi nhiều nhất và làm tốt nhất.
Nokia đã bí mật tiến hành những cuộc thăm dò khách hàng. Tất cả đều chỉ mua iPhone và Android, chứ không nhắc đến Lumia. Một tuần Nokia Lumia kích hoạt được 300.000 thiết bị, nhưng Android là 300.000 một ngày. Sau đó là 1 triệu thiết bị một ngày. Mọi thứ đã chấm dứt với Nokia. Visto đã phải nhìn nhận đến một việc Nokia sẽ phải rào bán trước khi phá sản. Bắt buộc phải bán. Stephen Ballmer, CEO của Microsoft thời điểm đó đã gọi cho Risto và Elop nói rằng có chuyện muốn bàn. Chuyện muốn bàn ở đây là việc Microsoft thể hiện rõ việc hợp tác với Nokia sẽ chỉ làm đôi bên thất vọng với nhau hơn. Vì thế, hãy bắt đầu những bước đi mới. Lúc đó Microsoft đã thực sự tiến hành một lúc ba việc. Xem xét chấm dứt toàn bộ với Nokia, mua lại mảng thiết bị dịch vụ của Nokia và một sự lựa chọn khác là mua lại HTC. Thực tế Microsoft đã cử một nhóm thương lượng tới Đài Loan để đàm phán với HTC. Điều mà thành sự thật thì Nokia sẽ chết. Risto hiểu được suy nghĩ của Stephen Ballmer là dù mua lại Nokia hay HTC thì Microsoft vẫn sẽ theo đuổi mô hình kinh doanh theo chiều dọc, sẽ tự sản xuất smartphone và dần dần tích hợp vào mảng phần mềm của mình. Đó là sân chơi mà Microsoft làm vua. Risto nói cần 3 tuần để suy nghĩ về gợi ý của Ballmer và xem xét hiện tại Nokia có giá trị để bán. Nokia được cấu thành bởi 3 mảng. Thiết bị và dịch vụ chiếm đến 90% doanh thu. Here, dịch vụ bản đồ của Nokia tương tự như là Google Maps. Nokia Technologies, mảng nắm giữ các bằng sáng chế của Nokia. Một cái khác là mảng dịch vụ viễn thông NSN, nhưng mảng này Nokia chỉ sở hữu một nửa, cũng đã bị Huawei của Trung Quốc lấy đi 40% thị phần, liên tục phải rót vốn duy trì, và quan trọng là Microsoft chả thiết tha gì dù mảng này cũng có tiềm năng trong tương lai. Vì thế, Risto quyết định sẽ bán mảng thiết bị dịch vụ cho Microsoft với giá cao nhất có thể. Đấu trí để bán một thứ không có giá trị. 8 tỷ đô la là con số mà Nokia muốn cho mảng thiết bị dịch vụ. Nhưng Microsoft chỉ trả 5,25 tỷ đô la cho mảng thiết bị dịch vụ, cộng với cả phần mềm Here cùng một số bằng sáng chế có giá trị nhất của Nokia. Điều này có nghĩa là Microsoft chỉ định giá khoảng 1-2 tỷ đô la. Tức là khớp với con số dự tính trong 6 tháng tới, Nokia không bán đi sẽ rơi từ 5 tỷ xuống 1 tỷ 6, lần thương lượng đầu tiên rơi vào bế tắc. Còn về Nokia 920, đòn chủ lực của Nokia đánh vào thị trường cao cấp chỉ chiếm được 1,3%, thấp hơn kỳ vọng của Nokia là 2,8%. Nếu như Nokia không quay lại đàm phán với Microsoft, thì cái giá 1,6 tỷ cho mảng thiết bị dịch vụ sẽ xuống dưới 1 tỷ. Nhưng khi đàm phán lần 2, Nokia lại sụt mất thêm 20% giá trị vốn hóa. Vì thế, Microsoft lại từ chối cái giá mà Nokia đưa ra là 6-7 tỷ đô la. Lần thứ 3, chính Risto và Elop đã bay sang Mỹ để chốt thỏa thuận với cả Ballmer. Thỏa thuận bao gồm mảng thiết bị, bản đồ Here và bằng sáng chế đổi lấy 6,25 tỷ euro. Đôi bên đồng ý và hẹn 2 tuần nữa sẽ công bố chính thức. Nhưng mấy hôm sau, Stephen Ballmer đã gọi cho Risto và nói chẳng có thỏa thuận nào hết. Ban quản trị Microsoft với cả Bill Gates là nhà lãnh đạo tối cao đã gạt đi quyết định của Ballmer. Chuyện CEO bị ban quản trị thay đổi quyết định đã bàn trước là một điều bất thường, chứng tỏ Microsoft thực sự coi là Nokia đã chết và nghi ngờ quyết định của CEO. Nhưng vì mối quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa Ballmer với Risto và cả Elop nữa, đôi bên đã lại thuyết phục cả hai ban quản trị quay lại đàm phán lần thứ tư. Lần này, chính Ballmer lại chủ động hơn cả vì anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm cho cú phốt vừa rồi. Đổi lại, Nokia cũng mong muốn Microsoft mua lại mảng thiết bị dịch vụ hơn bao giờ hết. Doanh thu bán đã giảm mạnh, kéo theo giá trị công ty mỗi ngày một xuống thấp. Thậm chí, Risto đã viết rằng mình sẽ rất vui tặng không cho Microsoft mảng kinh doanh này để cắt lỗ. Ngoài ra, vụ thâu tóm HTC đã đổ vỡ, nên Microsoft cũng cần mua lại cái gì đó để chữa cháy. Cuối cùng, Nokia chấp nhận bán mảng thiết bị dịch vụ cộng thêm giấy phép sở hữu sáng chế quan trọng để đổi lấy 7,1 tỷ đô, tương đương với 5,44 tỷ euro, cao hơn cái giá Nokia kỳ vọng là 3,6 tỷ. Risto thừa nhận đó là tin vui lẫn buồn, Nokia đã được cứu sống nhờ rất nhiều may mắn. Đổi lại, Phần Lan đã mất đi doanh nghiệp to lớn nhất của mình. Tái cấu trúc để trở thành startup. Quyết định bán đi mảng kinh doanh cốt lõi của Risto là hoàn toàn chính xác và đúng thời điểm. Ngay sau đó, thị phần cao cấp của Nokia Lumia từ 1,3% xuống dưới 1%. Ngoài ra, sự tái cơ cấu từ nhân sự cho tới các mảng kinh doanh đã giúp cho Nokia bớt công kênh và tập trung hơn. Stephen Elop khi công bố mảng thiết bị dịch vụ của Nokia được Microsoft mua lại cũng đã quay trở về Mỹ. Rất nhiều nhân viên không còn phù hợp với đường lối cũ đã ra đi. Và đây là lúc mà Risto nói, Nokia trước khi tôi đến là một tập đoàn lớn, còn bây giờ là một startup. Gần 100.000 nhân viên mới, nhưng chỉ không đầy 1% là nhân viên trong thời điểm đen tối nhất. Từ
Từ năm 2014 đến 2018, Nokia đã tái cấu trúc về các mốc quan trọng này, bán HERMAP cho các hãng ô tô Đức chung nhau mua với giá 2,8 tỷ euro, mua lại cổ phần của Siemens trong mảng dịch vụ viễn thông SMN, thâu tóm Alcatel-Lucent để trở thành nhà mạng lớn thứ hai thế giới với giá 16,6 tỷ euro, thu về tiền bản quyền sáng chế mỗi năm hơn 500 triệu euro, cấp phép thương hiệu và giấy phép sản xuất di động giá rẻ của Nokia từ Microsoft và giới thiệu bên thứ ba là HDH, sau đó đổi thành HMD và nhận linh kiện phần cứng từ Foxconn, phát triển hạ tầng viễn thông và đi đầu trong việc cung cấp dịch vụ 5G, bắt đầu tham gia vào lĩnh vực AI. Giá cổ phiếu của Nokia khi tái cấu trúc đã tăng gấp 3 lần tính từ thời điểm bán đi mảng thiết bị dịch vụ trong khoảng từ 2014 đến 2018. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là Pink Dot. See ya!